giá vàng hôm nay 17 tháng 7 trên đà phục hồi. Giá vàng hôm nay 17 tháng 7 ảnh hưởng từ đồng bạc xanh giảm giá. Đồng bạc xanh suy yếu thường là yếu tố hỗ trợ nhu cầu hàng hóa được định giá bằng đồng tiền này đi lên, cũng là một trong những chất xúc tác để vàng hồi phục trở lại chốt phiên cuối tuần. Giá vàng miếng trong nước được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 36,26 triệu đồng một lượng mua vào và 36,34 triệu đồng một lượng bán ra. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 36,16 triệu đồng một lượng mua vào và 36,41 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng miếng trong nước có thời điểm quý kim trong nước kéo sát về ngưỡng thấp nhất trong 7 tháng tại 36,11 đến 36,19 triệu đồng một lượng ở những phiên đầu tuần. Sau đó tịnh tiến tăng dần ở những phiên cuối tuần tại mức 36,20 đến 36,29 triệu đồng một lượng. Hiện nhiều nhà đầu tư vẫn tiếp tục tìm kiếm xu hướng và chọn thời điểm phù hợp tham gia thị trường. Quyết định lãi suất của các ngân hàng trung ương trên thế giới sẽ hứa hẹn tạo nên những con sóng vàng lớn đủ để kích thích và lôi kéo các nhà đầu tư trở lại với thị trường giao dịch kim quý vàng. Các quan chức Fed cho biết họ lên kế hoạch nâng lãi suất ít nhất một lần nữa trong năm 2017. Lãi suất tăng cũng nhấc bổng đồng USD, vốn thường di chuyển ngược chiều với giá vàng. Giá vàng có cơ hội bứt phá lên 1.240 đô la Mỹ, thậm chí có thể tiến lên mức 1.250 đô la Mỹ một ounce. Dự đoán về hướng đi của vàng trong ngắn hạn theo kết quả khảo sát trực tuyến của Kitco. Có 68% chuyên gia dự báo giá vàng tuần tới sẽ tăng, 16% cho rằng giá sẽ giảm, còn 16% cho rằng giá vàng sẽ đi ngang. Hiện giới đầu tư đang chờ đợi các báo cáo kinh tế vĩ mô tại Mỹ nhằm xác định hướng đi tiếp theo cho thị trường.